1.550.000 thôi. Rồi. Chị ơi em cảm ơn chị, cảm ơn mấy em. Cảm ơn mấy em nha. Về mặt đẹp kén như lửa nha. Lên cầu thang cuốn quẹo tay trái là tới sập mình liền nha. Cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Thường xuyên đi chợ An Đông nhiều lần rồi mà dạ. Cũng nghe nhiều lần nhiều người nói là đây bán giá phải chăng. Dạ. Thành ra cô đến, thành ra cô cứ việc lấy không có trả giá gì hết. Dạ. Cứ nói bao nhiêu là trả bấy nhiêu thôi. Thưa cô thì có nhiều người vẫn nghĩ rằng là chợ An Đông chỉ bán sỉ, một hai bộ là không có bán. Nhưng mà ở đây thì con thấy hình như là trưng bày cũng là đều bán sỉ mà sao họ có bán lẻ sao hả cô? Không. Ở chợ An Đông mình thì là vừa bán sỉ vừa bán lẻ. Dạ. Tất cả đều có bán hết chứ không phải là bán sỉ không. Dạ. Đó. Thành ra mọi người cứ nghĩ là thấy là mối sỉ đóng nhiều thì vâng. Nghĩ là không có bán lẻ, nhưng mà sự thật cô mua đây mấy lần có bán lẻ. Dạ thưa hôm nay cô mua được những bộ nào thưa cô? Cô mua được mấy bộ mà mặc ở nhà. Dạ. Mấy bộ đầm ngủ mặc ở nhà với lại mấy bộ đồ bộ. Dạ, thưa cô thì cô mua, cô có thể tiết lộ là giá bao nhiêu tiền, khoảng nhiêu tiền một bộ không cô? 120 một bộ. 120 bộ. Còn cái mà bộ nguyên bộ quần áo thì 150 cho tới 180. Vâng. Đó. Còn như cái này thì 250. Dạ trời ơi, cô cũng hỏi được khá nhiều hàng không? Dạ. Dạ. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về ngôi chợ An Đông. Thưa quý cô chú anh chị, trong buổi chiều ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 7 Tây tháng 1 năm 2024 thì Tuấn Dương đang có mặt ở lầu 1 của chợ An Đông để chia sẻ những hình ảnh mua sắm, buôn bán tại chợ. Thì trước đây mình cũng có giới thiệu khá nhiều những các cái video clip về áo dài, rồi về quần áo thời trang. Tuy nhiên thì thể theo yêu cầu của rất là nhiều khán giả, đặc biệt là các cô, các chị và các chú ở nước ngoài về muốn mua những cái bộ đồ quần áo ngủ để mặc ở nhà đó, mặc tại nhà. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái địa chỉ là sạp Thi Thơ. Bây giờ mình sẽ đi vô trong để chia sẻ với các cô bác anh chị những cái hình ảnh rõ ràng và chi tiết hơn nhé. Con. Wow. Con cái này là cái bộ con đứng đây. Dạ. Con đứng đây có mấy màu. Cái này hả con? Đây thưa các bạn, sạp là sạp bà Thi Thơ. Dạ, để con lấy size số lớn. Số C88C89. Dạ, lấy số cái điện thoại size là 0909. Cái đó con có nhiều 49. Màu. 9193. Để con lấy màu cho cô. Bé Thơ mở này cho bà lựa. Dạ. Mấy đồ ngủ. Lấy cái cây móc cho cô. Đây các cô đang lựa. Hỏi bà đó. Cái đó con có một size. Lấy lại một bộ. Hỏi bà thích màu gì con? Hỏi bà thích màu gì? Còn rêu cho bà. Đúng rồi, móc cho bà. Cô thêm mẫu nào đi, có mẫu nào. Cái này có mẫu nào nữa không em ơi? Chín. Dạ. Dài hả bảy? Dài ống suông. Rồi chờ em chút nha. Dài ống suông. Có một thằng này. Dạ. Chờ em chút xíu, em lấy bên này. Thôi lấy cái 3D này cho chị. Ừ. Chị size nhỏ hả? Đây, thấy bà con cô bác mình đang lựa cái thế luôn này. Ở đây mình cũng thấy có người quen của mình rồi. Chị lựa giùm em nha. Được đó, bộ này được đó. Bộ này nhiêu vậy em? Dạ. Nhiêu cân? Cái đó 180. Có bớt không em? Dạ, đúng giá. Dạ, cái đó của con size lớn. Dạ, cái đó 120. Dạ. Để đây chút nữa con ấy cho. Cái mẫu dạ. Cô Thảo lựa xong rồi hả? Con chào cô Mai nhá. Trời ơi, chào cô, trời ơi. Được bà chủ tiệm vàng Ngọc Mai tới mua là chắc tiệm này uy tín lắm đây rồi. Dạ. 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 Dạ.
À, đây. Đúng rồi, cô. Thưa các bạn là các... Dạ, các cô cái bill. Các chị đang... Cho bà cầm. Nói bà 306. Giao đồ dạ cho có. Khách. À, dạ trước đây thì nhiều dạ người cứ nghĩ chợ An Đông là chuyên bán sỉ. Dạ nhưng ở đây thì mình thấy dạ. Là tiệm còn để bán cả lẻ cho cô. Đưa cái máy tính. 120 với cái này chờ con chút xíu. Cái này size lớn cô ha. Cái này 306 với 306. Dạ. Cái này 720 á cô. Thối với bà 208. Bé Phương bao 30. Cái này bằng giá cái đó không hay khác? Dạ không, cái đó rẻ hơn. Dạ, để con. Cái này vừa không? Dạ vừa. Đẹp không? Dạ, cảm ơn cô. Con cảm ơn. Cái đó bộ thăng long á cô. Con có nhiều hình. Đây ở đây thì mình thấy là bán cả quần áo đồ bộ dành cho trung niên. Với những người trẻ tuổi hơn cũng có luôn. Chụp. Dạ. có khách đi mua mà khách không muốn lên hình nhá, mình dạ. Phải né một chút. Cảm ơn dạ. Chị. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn cô. Trả tiền bộ đó nha. Dạ. Đây. Đây có cô mua đến 5 bộ mà cô không có muốn lên hình nên là hai cái đồng này nữa thôi cô. Cho đây 4 cái nha. Dạ rồi, để con tính cho cô. Đủ không con? Dạ, để con tính cho. Dạ đủ. Đủ rồi. Dạ con cảm ơn cô. Em muốn mua đồ bộ. Đồ bộ dây. Dạ, đồ bộ dây. Rồi, cái này có xong rồi nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Có hai đồ hai đứa bé này không? Có, để chị lấy cho tay dài ha. Cả mẹ dẫn các bé đi mua đồ. Đây, em thích hình nào? Tay dài. Tay dài. Tay dài quần dài, đây. Mấy cái hình bé này đang mặc. Đây, bé này đang mặc. Có con không chị? Có đồng con. Có, qua đây lượm chị đi. Cho cô lựa màu không? Có bông không? Có bông, chị lấy bông cho. À phối. Phối phăng. Bé Phương ơi. Ủa? Bé Phương lấy rút cho mấy chị đi. Đó đó. Cái đó có một size à em. Đây có cả những cái đồ bộ đầm có bộ, có nhiều màu đầm mặc tại nhà. Cái này của cô này bé. Đây mình sẽ hỏi thăm một cô đang mua đồ nhé. Rồi, tôi lấy hai bộ này nhé. Dạ rồi, tôi cảm ơn. Bao nhiêu tiền đi cháu? Dạ, 240 hai cái. 240 hai cái. Đây bánh rán của thầy Trăng ha. Dạ, rán đường mềm. Dạ, con chào cô ạ. Dạ, dạ. Dạ, cho con gửi cái mic nhé. Dạ. Dạ, thưa cô thì sao cô biết tới tiệm của chị Thơ này ạ? Này thì... thường xuyên đi chợ An Đông nhiều lần rồi mà dạ. Cũng nghe nhiều lần nhiều người nói là đây bán giá phải chăng dạ. Thành ra cô đến, thành ra cô cứ việc lấy không có trả giá gì hết dạ. Cứ nói bao nhiêu là trả bấy nhiêu thôi. Thưa cô thì có nhiều người vẫn nghĩ rằng là chợ An Đông chỉ bán sỉ 1-2 bộ là không có bán, mà nhưng mà ở đây thì con thấy hình như là trưng bày cũng là đều bán sỉ, mà sao họ có bán lẻ sao hả cô? Không, ở chợ An Đông mình thì là bán vừa bán sỉ vừa bán lẻ dạ. Tất cả đều có bán hết chứ không phải là bán sỉ không dạ. Đó, thành ra mọi người cứ nghĩ là thấy là mối sỉ đóng
nhiều thì nghĩ là không có bán lẻ, nhưng mà sự thật cô mua đây mấy lần có bán lẻ. Dạ thưa, hôm nay cô mua được những bộ nào thưa cô? Cô mua được mấy bộ mà mặc ở nhà. Dạ. Mấy bộ đầm ngủ mặc ở nhà với lại mấy bộ đồ bộ. Dạ. Thưa cô thì cô mua, cô có thể tiết lộ là giá bao nhiêu tiền, khoảng nhiêu tiền một bộ không cô? 120 một bộ. 120 bộ. Còn cái mà bộ nguyên bộ quần áo thì 150 cho tới 180. Vâng. Đó. Còn như cái này thì 250. Dạ rồi, cô cũng hỏi được khá nhiều hàng không? Dạ, dạ. Vậy cô thấy có với cái mức giá như vậy thì cô thấy có phù hợp không thưa cô? Cô thấy là nó cũng là phù hợp với túi tiền đó. Tại vì khi mà mình đi may thì nó tiền công nó đắt hơn cái tiền mình đi mua. Dạ. Đó, thì mình cứ mua thì thời trang nó cứ đổi hoài thì mình cứ mua. Thưa cô, có nhiều người rất là sợ tới cái chợ truyền thống vì nghĩ là nói thách giống như là nói cái mức giá rất là cao. Rồi khi mà không mua đó thì còn bị mắng, bị chửi thề này nọ. Thì ở chợ An Đông cô gặp trường hợp đó chưa cô? Chưa, cô chưa gặp trường hợp đấy bao giờ. Dạ. Ở chợ mình. Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Rồi chúc cô sức khỏe nhá. Dạ, rồi, cảm ơn nha. Đây, chúng ta vừa mới trò chuyện với một cô khách hàng cũng thường hay đi chợ An Đông mua đồ. Và mình nghĩ rằng là nếu mà cô bác tới đây mua những cái món đồ bộ hoặc là quần áo thời trang nữ, những bộ đồ mặc ở nhà đó thì giá ở đây cũng khá là hợp lý. Lát xíu khi mà vãn khách đó thì mình sẽ hỏi thăm bà chủ để giới thiệu các cô bác anh chị biết là những cái mặt hàng ở chợ. Đây mời các bạn thấy cùng rồi, theo dõi cho những cái hình ảnh các nhân viên của tiệm đang tư vấn cho khách. À đây nè cưng, đây nè Phương. À đây nè 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 nè. Nè cưng, đây sắp này, sắp bông khác. Của chị trong đây có nhiều hình, đây nhiều đây không chỉ bông. Là những cái đồ bộ trung niên mà có nhiều cả những cái bạn cái này tuổi tin cỡ khoảng 18, đôi 20 tuổi cũng có những cái đồ bộ mặc ở nhà. Mà cái này là chị có hình mới là liên tục nha. À, mẫu mới liên tục luôn. Ờ. À rồi, bộ đồ to đúng không chị? Rồi em lấy cho chị nha. Dạ. Rồi khách mua. Em lấy cho chị. Bộ đồ tôn. Em cầm đi chị đấy. Đâu em coi chị mặc số mấy? Số 4. Chị mặc số 4 hả? Số 5 đi nha. Số 4 em sợ chị bị chật á. Coi. Rồi, em lấy hai số luôn cho chị nha. Em lấy hai số. Chị ơi, chị nhìn mẫu giùm em coi đúng mẫu này không? Không phải. Nó có hai cái gì nhỏ nhỏ đây là cái gì? Nó chạy có bài này tay dài không người. À bữa trước chị mua của chị em không có bán cái đó. Ủa hai cái cộng diện không? Đang, là chắc không được tư vấn. Bố biết bộ thun đó hả? Tôn bộ lửng bộ dài. À có. Quần đùi hay là quần gầy? Quần đùi. Có màu đen à? Đây, cái này mình vừa số 4 cái này. Không có màu đen, mình chỉ có như đây màu thôi. Rồi. Mình chỉ có như đây màu thôi. Của năm có quần đùi. Để mình coi coi, để mình quần coi đùi chị có nè con, chị có treo nè. Đen đúng không? Là lấy đùi luôn hay sao? À màu sặc dạ, sỡ rồi. Đó. Màu sặc sỡ chị có cái dòng này mới nè con. Sặc sỡ đó. Tính tiền em luôn chị. Rồi. Đây. Cái này luôn hả? Em. Cái này. Số 5 có màu đen nè chị, hai bộ màu đen luôn chị. Này đó, dạ, đây hai bộ màu đen luôn. Cưng lấy màu xanh, cưng mở ra coi đi. Cưng thích cái nào cưng lấy cái đó. Cái này cũng mở nè. Đùi luôn. Bé Phương ơi. Để xếp vô rồi chị tính cho. Lấy cái ta ra đi. Hai bộ đùi. Ờ ghi ta. Để chị hiện hỏi. Để đây. Chị ơi chị. Hai bộ đùi số 5. Rối cho cô kìa. Hai bộ đùi số 5. Đưa máy tính này bé lấy nha. Máy tính. Còn cái này đưa cái bộ đây cô bỏ này vô đây. Cái này của bé à. Bộ đó size 1, size cái đó phi size rồi size XL là riêng. Còn mấy bông, cái đấy chỉ cho em mấy bông, em lấy cái bông đen nè. Mấy cái bộ này của em này đâu rồi? Rồi Thơ ơi, Thơ cho cô hai sắp đùi đi, hai sắp đùi size thiết kế này nè, cho khách lựa này luôn. Rồi, này luôn nè. Nè, chị lựa cái này trước không em? Không.
Khoan, nó đang hết tay dài kìa. Đây ngồi ghế. Bạn đó mặc kìa em. Nó ra tay dài không à? Nó ra tay dài không mày? Cái này. Rồi để chị ấy cho. 1 2 3. Để chị lấy cho, chị xếp vô. 2 bộ này. Thưa bé Phương, bộ nào của mấy chị kia đâu bé Phương? Chữ này khác bộ của hai chị này. Chữ này khác nhít dắt đó luôn. À, khác. Có xanh nè, mấy cái này. Cái này. Ủa, tay ngắn. À, thưa các cô bác anh chị thì ở đây có theo như cái quan sát ban đầu của mình đó, thì có rất là nhiều các cái mẫu quần áo dành cho nữ, đó là đồ bộ, đồ tôn, đầm, đồ ngủ, đồ mặc ở nhà. Hôm nay cũng là cái ngày chủ nhật nên là nhiều gia đình được nghỉ thì các cô đưa các con đi chợ rồi mua sắm đồ cho mình cũng như là mua đồ cho các thành viên ở trong gia đình. Lát nữa thì khi vắng khách mình sẽ hỏi thăm kỹ cho nó cụ thể rõ ràng để giới thiệu tới các cô bác anh chị. Tay ngắn một bộ này còn một bộ nữa đâu, bé nào lấy? Quá đẹp luôn, của em luôn. Mấy cái này là mấy cái hình đi. Là hình da mới liên tục. Cái này hay dài cho mấy em tuổi tiên tiên là rất là thích luôn. Để chị ghi ha. Còn cái này đúng rồi, size này size XL. Chờ chị chút nha, lấy cái toa thôi, lấy cái toa. Rồi chờ chị chút xíu, bỏ vô luôn giùm mình đi. Đây bé Phương lấy đồ cho chị đó đi Phương. 1 2 3 4. Đưa mẹ đi chị. Thôi tháo tiền về 7 đi thôi. Đưa cái tay nhỏ. 3 bộ thiết kế. Bấm ở shop. Có đùi đủ màu luôn. Bé Phương ơi lấy đùi cho chị đi Phương. Màu nội, màu đẹp quá. Đùi shop bé Phương. Chị này thấy hay. Đó. Không lấy ở dưới cho chị lựa luôn. Lấy size lớn cho chị đi. Rồi co tiền lại giùm. Đúng rồi đó. Nãy người ta coi một size cưng. Cái này nhiều hình lắm nha. Cưng lấy không? Cưng lựa không? Phương bên kia Phương ơi, chứ không phải đây đâu. Nè cưng ở dưới đây chị có nhiều lắm nè. Ở dưới đây chị có nhiều dây lắm nè. Mở ra cho mấy chị. Chị này phải 2X. Bộ xước hai bé này, hai bộ này. Hai bộ này ha cưng. Màu đen. Rồi để chị tháo. Thơ tháo hai bộ này cho chị thôi. Cái máy tính thôi. Dạ nào con. Dạ trên cùng đó con hết số lớn rồi, bữa không con bán hết rồi. Dạ chị lấy cho con. Bé Phương ơi, bé Phương dạ, lấy cái màu cho chị. Dạ cho con đó đã xử lý nè. Rồi không có rút. Nè thơ, thơ lấy cái bao, chị khỏi bỏ vô bao. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, rồi. Con hết số lấy cái bao đen. Bữa hổm cái cô kia lấy hết trơn luôn. Bỏ vô. Dạ cổ mua hết trơn luôn. Rồi rồi chút cho chị. Cho chị chút. Pyjama cho hai bé này. Dạ. Hai bé này riêng. Đây ngoài các cô trung niên thì có cả những các bạn nữ chừng khoảng tuổi từ 25 cho tới 30 cũng đang lựa cho mình những các cái chiếc đầm để mặc tại nhà. Ở nhà chị mặc đồ đùi dây không à? Chị mặc đồ đùi không à? Chị không có mặc quần dài.
cái này của mợ. Mấy cái 10, 13 1.550.000 thôi. Rồi. Chị ơi, cảm ơn chị, cảm ơn mấy em. Cảm ơn mấy em nha. Về mặt đẹp ghé như nữa nha. Lên cầu thang cuốn quẹo tay trái là tới sập mình liền nha. Cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Bé Phương, cái này em có thích lựa bông khác không chị lấy? Có, em thích nhiều. Đang lựa bông khác. Dễ thương quá, là đẹp quá. Chị lấy bông cho em lựa nha. Kiểu mà hả, hình đồ này kia. Chị lấy bông cho em nha. Bé Phương. Rồi, lấy bông kiểu này cho em nè, mấy cái này em chịu mà. Cái này cũng cưng luôn. Cái đồ dài có cưng không? Cái dài nhỏ thì cưng. Cũng cưng luôn hả? Đồ dài đây màu xanh. À, cái này của bạn kia. Rồi lấy luôn, để chị lấy cho nha. Đây. Ngồi ghế lựa nha cưng. Em móc mẫu lên nó đi, ngồi ghế lựa. Cái này mẫu mới không hả chị? Bữa em lên không thấy mấy mẫu này nha. Đúng rồi, cái này là bông mới chị có liên tục. Để chị tính. Chứ bữa em mua nhiều mà không thấy mẫu mới. Nay nhiều mẫu mới quá trời luôn nè. Nhiều quá trời mẫu luôn. Em lựa thêm bông. Em ngồi ghế, ngồi ghế. Cái này hai ghế. Chờ chị giúp xíu. Ngồi ghế lựa. Cưng mặt không vừa mai, không thích thì chị đổi cho nha. Đâu có cái đồ quét không em quét cho chị tính tiền. Chị chưa có làm đồ quán. Cái này mới có mẫu nha cưng. Ừ, cái mẫu chị chưa hai. Chị Sacombank. Chị Sacombank. Chị chưa có làm đồ quán. Vàng này đi, cúc vàng này đi em. 4.4. Vàng này vàng nữa. Cưng không vừa thì cưng mang ra đổi nha. Nha. Em về mà mặc thấy không vừa thì lên đây củ cưng nè, lên chị đổi số lớn cho em. Này đẹp, mua dễ thương. Củ cưng 440.000. Chị ơi, rồi tính tiền cho bé. Em này luôn chị ơi. Rồi đưa chị đâu còn kiểu nữa cưng. Kiểu nữa cưng ở đâu này, rồi mở ra coi luôn kiểu này là của cái nào đây. Kiểu này là cái kiểu rồi, đi, cánh tiên mà có bèo bèo. Rồi cảm ơn cưng. Không phải cái đó nãy em rút rồi, nãy em rút rồi. Có rồi cưng. Nè, đây kiểu này. Kiểu nào nãy Phương ơi, chị lấy đâu à Phương? Nè, nó giống vậy nè em. Không vừa mang ra chị đổi sai. Ok, chị đẹp rồi. Rồi. Lấy cái bông nhí này đẹp nè, cái bông nhí này nè chị. Hình quạt hình cũng hà đâu, hình quạt hình. Bông nhí thì cũng đẹp quá trời ơi. Hình quạt hình. Trời ơi, bông nhí đẹp ơi. Đừng nói hình quạt hình. Ôi. Hình quạt hình. Rồi. Dạ cô lựa mẫu đi cô thích mặc mẫu nào ạ? Dạ, cô cân bán được cái dòng này được nè, cô mặc mát nè. Cô mặc mấy cái mẫu này nè. Dạ. Mấy cái mẫu này nè. Dạ. Mẫu về cưng thử đi, không thích thì đổi bông cho. Dạ. Có không? Dạ có. Con lấy số. Cô nhiêu ký cô? Cô 54 kg. Dạ rồi, vậy để con lấy số cho cô. Dạ. Xăm chị đó lấy rồi. Bé Phương, treo lên bé Phương. Lấy móc treo lên. Chị mở cái cục dài giùm em, lấy số 3 mà em đi chị. Cho dài. Cô này lựa. Này chín tấc, này dài. Dài, đây. Đưa cho. Dạ cô ngồi ghế cô ạ. À. Dạ. Dạ con có nhiều màu. Dạ đây ạ. À. Dạ. Cưng về không vừa mai chị đổi sai cho. Con có nhiều đây màu cô. Cái này hả cưng? Dạ. Cái đợt cột tóc. Đúng rồi. Ủa có định tóc đó không? Của cưng cũng vậy luôn, hết luôn. Không cưng, nó chỉ làm dài thôi. Này của cưng luôn nghe. Dạ số này là số chị đổi cho. Số 3. Dạ. Dạ. Không ngắn không có làm mẫu đó. Bé Phương ơi lấy bao 30 cho chị đi. Dạ cô mặc thử à. 1, 2, 3, 4, 5 cái đầm của chị với một bộ có chuẩn thử đi, nếu mà về rộng chật thì coi con ra con đổi số cho cô nha. Dạ. Dạ dừa, cái này con thấy cô dừa. Con nhìn có cái cục bắp, chị thích cái cục bắp. Dạ, miễn cô giữ y nguyên cái tem này giùm con, rồi ra con đổi số cho cô. Dạ. Cái trong túi luôn nha mẹ. Dạ rồi. Lấy bột bung khác nữa. Cái đó mặc. Dạ, cô lựa thêm. Bung 3D á cơ.
cái đó cưng mặc thoải mái. Dạ có ạ. Dạ vừa cô đây con đúng coi rồi. Thử. Năm cái đầm lớn lắm, cái này dài lắm. Nhưng mà cái này cô ơi, cái này con có dài không hà? Cô lựa qua mẫu khác nữa giùm con đi. Dạ mẫu này là con có dài không à? Con không có lửng. Dạ con không có lửng à. Mặc cái đó nó mát. Cái đó có nhiều màu cưng. Dạ dạ. Dạ cái đó được á cô, cái đó là lửng á cô, cái đó phơm cô mặc là vừa luôn, khỏi phải cắt á cô. Ơi, dạ vừa luôn á. Dạ cô cũng mặc số 3. Dạ. Dạ rồi để con lấy số 3. Mặc đã chờ quảng cáo chị. Đi qua đi lại. Mai mặc sàn quanh sàn lại luôn. Chị ơi cho em cục 9 tấc số 3 đi chị. Đây chị ơi đây nè chị ơi. Được. Xanh hồng nè. Đẹp lắm cô, cái này con mở thử cô coi nè, rất là đẹp luôn. Cố cưng. Ồ đẹp quá. Dạ bộ này mặc sang lắm cô. Được cái máy tính cho. Dạ vừa, size cô luôn. Size cô luôn. Cô yên. Dạ. Dạ cô yên tâm, không vừa lên cô y nguyên cái hiệu đó cho con. Con lên con đổi size cho cô hết. Cô muốn lớn nhỏ gì con đổi, đổi được hết. Dạ. Ờ à, đúng rồi, nó cho chị cái bao đúng không? Dạ đây ạ. À. Ừ. Không lấy bao cô mặc luôn là mình vừa hết trơn luôn mình khỏi phải cắt đúng cái rồi luôn á cô. Ồ. Dạ mặc luôn. Ừ, cái quần này vừa ha. Dạ vừa mặc cưng giờ dạ. Con thử đi con coi có sai. Dạ được không? Dạ thì cô lấy hai bộ. Dạ cô rồi có một người cháu đó, nhỏ nhỏ đó cho cô hai bộ lượng á. Dạ cô mua to to hả cô? Dạ rồi để con lấy. Cô lấy to loại tốt hay loại thường? Lấy cho à? Chị đi bé Phương chị. Dạ rồi con lấy. Chị lấy cái dạ, con lấy cho con lấy cho cô loại mà không rút nha. Không rút không nhăn nha. Nó nổi. Dạ nó con lấy loại này không rút luôn. Để chị lấy chắc cho chị. Lấy cho con hai bộ. Dạ. Phối cho bé. Cái đó là trơn. Hai bộ của chị Lợi mặc á. Dạ dạ. Dạ con biết rồi. Con lấy đúng. Dạ cô ngồi ghế đi cô. Con lấy cho cô hai bộ hai kiểu luôn nè. Hai bộ. Dạ đúng rồi số nhỏ. Đây mình để ý ở đây thì có mấy bạn nữ có vẻ mua khá là nhiều đồ với cái số tiền là chừng khoảng trên dưới 200 ngàn đó thì có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Bên cạnh đó thì còn có cả những bác lớn tuổi, bác cũng đi mua đồ, bác mua cho bác rồi bác lại mua dùm cho mấy người cháu. Rồi các bạn thì cũng đang hướng dẫn để tư vấn để bác lựa được size số như ý. Số đó đó. Lấy dạ, cái đó mới cho chị đi. Còn bộ này cái tay khác nè, cô lựa qua tay tay khác. Cũng cưng. Dạ tay này là có tay còn tay kia là búp một xíu. Dạ đây búp một xíu. Cô muốn lấy màu gì? Cái này mới là của chị này. Dạ, Tết mặc màu đỏ ha cô ha. Màu đỏ với màu vàng đẹp thật là đẹp luôn. Cái ton này người ta đã xử lý rồi cô, không có rút. Người ta để ngoài sau cái bảng hiệu cho mình nè. Đã xử lý không có rút nè cô nè. Rồi. Dạ cô cứ về cho cháu ở nhà thử. Nếu mà cháu cô mặc không vừa thì ra con đổi dạ. Số cho nha. Dạ. Cộng thêm như lớn nhỏ gì con đổi được. Con có số con đổi. Dạ rồi. Hai em. Dạ chị sắp đồ ăn Tết về quê. Về quê ha. Về quê cái mặc đồ mới chứ chị. Mặc đồ của ai cô? Của cân. Chị cộng. Cái dạ. 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 Chị cộng luôn. Một cái cô bé này luôn. Ừ. Hai bộ này. Dạ rồi. Rồi không vừa chị đổi cho nha. Cảm ơn hai em. À, chị ơi chị cầm đi. Không được chị đổi. Rồi bye bye em. Xử lý rồi á chị à, bộ lửng số rồi. 3. Hà
hàng này mặc là về là mát mẻ luôn cô ơi, yên tâm luôn, không rút. Dạ. Nay bà chủ bận rộn quá, hỏi muốn hỏi thăm xíu, phải đợi. Đúng là rồi. Rồi. Cảm. Rồi, con cảm ơn. Dạ. Cảm ơn con ạ. Rồi, chào bà chủ, chị rảnh chưa? Dạ. Thế chị, em có được chị Thái Trang giới thiệu đó. Thì trước đây em cũng có giới thiệu một vài cái video clip về đồ thời trang cho nữ trung niên. Thì cũng có khá nhiều cô chú cũng muốn hỏi thăm là những cái đồ bộ rồi cho nữ, rồi đồ lực mặc ở nhà đó. Thì rất vừa vui hôm nay được biết tới sạp của chị, để có thêm cái địa chỉ cho quý cô bác anh chị khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay được biết. Dạ thưa chị, cho em hỏi thăm là chị kinh doanh quần áo ở chợ An Đông được bao nhiêu năm rồi ạ? Chị bán cũng được 10 năm. 10 năm, dạ. Thưa chị thì chị có thể giới thiệu khái quát là các cái mặt hàng ở sạp của mình là gồm những cái loại hàng nào thưa chị? À, sạp chị thì có đủ loại em, có bộ đồ lụa Latin cho mấy trẻ. Đó gọi rồi, là lụa Latin. Lụa Latin em. Rồi có vải xốp. À, lụa cho, Latin này cho xốp. Giới trẻ là những cái bạn mà cỡ bạn đứng lên cho chú coi đi con. À. Đứng lên cho bà con chị ở nhà nó hay bận bé đứng rồi, lên chào cho bé. Chú. Bé đứng nhiêu lên. Tuổi? Con. À trời ơi 22 tuổi. À, 22 tuổi thì qua tuổi teen rồi. Teen là hình như là tới 19 đúng không? 19, 20 là dạ rồi. À đấy là bộ đó em mặc đó à? Bộ đó chị có, chị có quần đùi tay ngắn quần dài với tay dài quần dài nè em, đủ không? Bé mặc đấy là quần đùi hay là quần dài? Quần dài. Chắc nhờ bé đứng ra ngoài này đi để mình nhìn cho rõ hơn nha. Dạ chị có tay dài quần dài nữa đó là dành cho, cũng là cho tuổi teen này chị, tuổi trẻ. Tuổi trẻ chị có nhiều họa tiết khác nhau. Dạ còn mấy chị thì chị sẽ có mấy cái dòng khác em, mấy chị thì chị bé có... chờ xíu nhé. Dạ. Mấy chị thì chị sẽ có dòng màu tay ngắn với chị có tay dài dành cho mấy chị, mấy cô. Wow, về tay ngắn, tay dài có mà kiểu nhìn cũng rất là đơn giản, cổ bẻ đúng không? Dạ. Đó. Thưa chị, cho em hỏi thăm là ở đây thì em thấy chị vừa treo những cái mẫu rồi lại để từng những các cái theo từng lốc này là chị chuyên bán sỉ hay sao? Chị chuyên bán sỉ, bán lẻ. Nhưng mà có bán lẻ luôn? Có bán lẻ luôn em. Dạ, vì có nhiều khán giả cũng không biết là nhiều khi có nhiều người nói bảo đi ở đây mà trời ơi, người ta thấy đi cái lơ nga lơ ngơ, người ta không có mời vì người ta thường người ta muốn bán sỉ. Mà đây là chị có bán lẻ đúng không? Chị có bán sỉ, bán lẻ luôn. Dạ. Dạ. Thưa chị, có thể là bây giờ chị ngoài việc vừa với giới thiệu những các cái mặt hàng, chị có thể cái báo cái giá bán lẻ được không ạ? Được. Dạ. Chị của chị là tầm rẻ nhất là khoảng 100-120 cho đến 250, còn cái dòng cao cấp hơn của chị là 300-350 tùy mẫu em. Mỗi lần thiết kế là nó ra mỗi loại khác nhau. Dạ. Chờ chị có đồ thun cho mấy bé tin tin. Về. Nó rẻ em, 130. Bây giờ như này thưa chị đi, chắc chị mình giới thiệu cụ thể chi tiết từng một vài cái mặt hàng đi, rồi còn như thế nào thì sẽ mời cô chú tới đây để mình tìm hiểu. Thì như cái đồ bộ như bé đang mặc đây này, bé là nhiêu tiền một bộ này đây thưa chị? Chị bán lẻ là 220. 220.000, đó là khách mua lẻ. Còn nếu mà mua giá sỉ thì chắc là sẽ có số lượng có giá tốt hơn đúng không ạ? Giá tốt hơn em. Dạ. Rồi bạn quay một vòng dùm. Rồi, nhìn dễ thương quá. Rồi, chị cảm có ơn. Quần đùi nữa. Dạ. Quần đùi. Cái đó là bộ quần ngắn. Cái đó là ngắn quần dài, còn cái này là quần đùi nè em. Dạ. Như bộ đó là nhiêu tiền thưa chị? Bộ này khoảng 200. 200 nè. Còn chị có tay dài quần dài của cái hãng đó luôn là cái này. Wow. Là cái hãng này của công ty ấy. Nhìn thấy cũng đẹp quá. Là 230. Christian Dior. Dạ. Nó có nhiều họa tiết lắm em. Dạ. Mỗi cái họa tiết nó khác nhau. Thưa chị, còn cái size ấy thì như nào? À size chị có đủ size cho bé từ khoảng 45kg cho đến 70kg. À 70kg cũng có mặc vừa. Chị có cái dòng này thì chị có mấy cái dòng lành cho mấy chị á. Mấy chị, mấy cô thì chị sẽ có từ 60 đến 75kg là hai cái dòng này chị có nhiều size.
Dạ, từ 60 cho tới 75 kg. Chị có tay ngắn quần dài chứ chị có tay dài quần dài nữa. Dạ. Đây, để chị lấy cho. Giống như bộ đó là nếu mà giá bán lẻ là nhiêu tiền thưa chị? Cái này bán lẻ của chị là 230 thôi em. 230 ngàn. Tụi chị bán lẻ. Vâng. Cũng vừa giá lắm. Dạ, giá tốt. Vậy là chưa tới 10 đô la Mỹ nhé. À, như vậy là các chị, các cô về Việt Nam chơi ấy, tới đây thì mua mấy cái đồ ngủ mặc tại nhà. Chị có vải xốp nữa em. Vải này mặc thì nó ấm. Mùa đông mấy cô hay mua cái này nè em. Dạ. Vải xốp này đang thịnh năm nay. Chị có quần đùi, quần dài. Nó có nhiều họa tiết khác nhau. Cái đó cũng là 230 ngàn rồi chị? Không, cái này rẻ hơn em. À. Cái quần dài này chị bán có 200 thôi. À. Còn quần đùi chị bán 180. Vậy là bộ lửng là 180. Còn rồi, bộ dài là 200. 200. À. Tụi chị bán cũng vừa giá nên khách mua rồi cái quay lại. Dạ. Mua tiếp. Rồi đó là những cái đồ cô bộ ơi, dài. Cô ơi mua gì cô? À. Rồi thôi chị cứ bán cho khách trước đi. Dạ. Nói là cô đứng cô ngắm rồi cô sẽ không mua. À. À, cô mua đi cô. Dạ. Dạ. Cô ơi cô cứ coi đi thoải mái đi cô. Dạ. Dạ. À. Cô cậu mua cô vô cậu. À, mình đang quay clip thì có cô cũng đang muốn tham khảo những các cái quần áo ở đây. Chị ạ, à, cho chị mượn cái thun. Chị có bán mấy cái vải thun. Dạ. Cái này bộ lửng. Chị có bộ quần đùi nữa nè em, dành cho mấy. Bé Phương đứng lên cho anh quay cái đó. Quần lửng, quần đùi. À. Dành cho mấy bé rồi, mấy bé là con thú em cần mấy chị là sẽ là mấy cái dòng chữ. Dạ. Chị có nhiều size từ 50kg đến 70kg. Dạ. Mà chị báo giá luôn giúp em đi là khoảng nhiêu tiền một bộ đó thế chị? À, cái đùi thì chị bán 200 thôi. 200. Còn cái lửng thì 220. Lửng số lớn 220. Thì mắc hơn nữa em. Dạ. Cái đó có đủ size đủ số chị? Có đủ size. Từ 50kg cho đến 70kg. Dạ. Và cái đó cũng có nhiều màu đúng không chị? Nhiều màu lắm em. Chị dạ. Đây, chị treo hết. À, đây này các bạn nhìn này. Còn ở đây chị có mấy bộ toàn. Nguyên một cái dây này, rất là nhiều màu này. Màu xanh, màu nâu, màu vàng, xanh chuối, màu này là màu xám, màu đen, màu đỏ đô, màu cam, màu xanh. Trời ơi, quá cho trời màu luôn này. Dạ. Chị có mấy cái bộ này cô, mấy cô mặc ở nhà nè em. Chị có quần đùi với quần lửng nữa. Giống như mấy người mặc để làm việc nhà, làm bếp ấy. Đúng là rồi em, cái này chị có nhiều họa tiết khác nhau. Ở đây chị chỉ treo tượng trưng thôi. Dạ. Chị có từ 45kg cho tới 75kg. Dạ. Nhiều size. Như cái bộ đó là size mấy và giá nhiêu tiền thưa chị? Cái này của chị là size XL. Chị bán 120. Dạ. 120 ngàn. 120, số lớn thì có thể nhảy lên chút xíu em. Dạ. Mỗi số nó nhích lên chút. 120 là bộ lửng. Bộ lửng à, người em. Khoảng bao nhiêu ký mặc ta? Cái này khoảng 58kg. Dạ. Cỡ khoảng 55 đến 58kg mặc vừa nha các bạn. Giá 120 ngàn là cỡ khoảng 5 đô la. 5 đô la. Dạ. Còn Tom chị có dòng cao cấp hơn. Lấy giùm chị cái dòng cao cấp hơn cho mấy cô. Cái này là vải toan, chất liệu vải toan á chị. Vải toan mà toan cao cấp em. Ở nhà mình đặt người ta làm em. Nên nó có chất lượng lắm, nó có cái hướng dẫn cho sử dụng. À, có mặc cả cái dòng này là mặc không có bị rút mà không có nhăn. Vâng. Chỉ có 4 size. Size 50kg cho tới 70kg. Dạ. Chỉ có đồ cánh tiên, lửng, chỉ có tay. Cánh tiên này, rồi lửng này. Cái tay lở nữa bạn. Rồi tay lở. Cái dòng này là mấy cô mặc thích lắm. À đó, tay lở đó. Này. Là quần dài đúng không chị? Quần dài. Đều quần em. Dài. Còn cái này chị quần lửng đây. Vâng. Mẫu này của chị là quần lửng. Như bộ lửng đó là nhiêu tiền thưa chị? Cái lửng này của chị dòng cao cấp là 200 em. 200 ngàn. Có tay là mắc hơn 10 ngàn. Vâng. Còn cái dòng này nè, mắc hơn nữa 10 ngàn. Dạ. À, 210 ngàn. Cái này của chị quần dài. Đó. Mấy cái này em mặc đẹp lắm. Nó không rút, không bị gì hết. Cho em coi thử. Ồ, sờ cái chất liệu lượng. Vải này rất là mềm nhá. Nó, cái này có phải nó giống như là cái vải người ta gọi vải lanh không chị? Đúng rồi em. À. Nhưng mà dòng này dòng cao cấp. À, là còn cao cấp hơn cả lanh nữa. Không có bị rút, không có bị gì hết em. Ở trên này các bạn là cái khuy, có khuy bọc vải này. Rồi cái... quần thì quần lưng thun này. Đó. À, phía cái này cũng may xếp kỹ lớp lắm em. May rất là kỹ. May đằng kỹ. Trước là có xếp lớp này.
Đó, quần dài. Ở nhà chị cũng có mặc mà form rất là chuẩn. Dạ. Vậy là chị chuyên đồ nữ hay sao chị? Chị chuyên đồ nữ, chị có nam. Cho chị cái pyjama nam cho mấy... Đây, chúng ta vừa giới thiệu đồ nữ, nhưng mà mình cũng sẽ giới thiệu một chút những cái quần áo mấy nam. Mấy anh, mấy chú. Vâng. Cái dòng... Cái này là KT nè em. Vải KT. Còn cái này là siêu. Siêu, siêu là lụa. Lụa. À, bộ bên này là nhiêu tiền thưa chị? Cái này là 230 em. 230 ngàn. Còn cái này là 200. Ồ. KT nó rẻ hơn. Chị vậy có giá... nhiều size. Dạ. Chị có 6 size lận. Dạ. Vậy giá cũng đâu có mắc đâu nhỉ? Thấy cũng phải giá, giá phải chăng. Giá dạ. phải chăng. Dạ. Mà đẹp nữa em. Này dạ. tụi chị bán đúng không? Thưa chị, cái này là có quần dài nữa đúng không? Quần dài. Mấy cái bộ này là cái quần này dài. Cái này là chị làm quần dài không à? Vâng. Chị không có làm quần đùi. Dạ. À, đây. Wow. Rồi. Đây mình mặc ở nhà cho nó thoải mái. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, đây. Ai đồ bộ. Chị lấy quần dài. Wow, cũng đẹp quá. Cho chị mượn cái bộ thun như vậy. Với đầm nữa, bà lấy đầm đó. Ra bà giới thiệu. Bộ đó cũng là 230 hả chị hay sao? Đúng rồi. 230 ngàn. Cái này là phi nó mắc không? Chị có mấy cái dòng tin tin cho mấy bé. Có hai size nè em. Dạ. Size này là size 60kg đổ lại, còn size này 70kg đổ lại em. Cái đó là đồ lửng hả chị? À, đồ đùi. Tại chị không có che móc được đây. À, quần đùi. Quần đùi, đây chị lấy ra. Ồ, bộ đó nhìn cũng dễ thương quá à. Mặc dễ thương lắm, tin tin đó em. Bây giờ mấy bé nó mặc. Thưa chị, như bộ đó là nhiêu tiền đó chị? Cái này chị bán có 130. 130 ngàn. Số lớn thì mắc hơn em. Dạ. Số lớn thì 150. Số lớn này 70kg luôn em, 70, 7 mấy ký. Wow. Mà nhìn chất lượng quá. Này mặc bền lắm. Đây các bạn nhìn này. Đây. Màu sắc thì cũng rất là sặc sỡ. Chị có nhiều màu lắm. Đủ các loại hoa văn luôn. Còn mấy cái đầm này chị có nhiều kiểu, nhiều loại. Phải lấy cái dây với cái ấy. Đầm, cái đầm này cho mấy này. Mấy bé, mấy chị, mấy cô đều mặc được em. Có dạ. được nhiều size. Nhìn cái cũng rất là dễ thương nha các bạn. Tháo. Tháo hết. Đây, chị lấy cho. Đây. Như một cái đầm như này là nhiêu tiền đó thưa chị? Cái hai da này thì nó mắc hơn mấy cái này em. Hai da. Hai da là sao ta? Tân đẹp, tân mới giờ em. Vâng. Tân này mặc đẹp rút. Cái này mặc cho nó sẽ rất là thấm mồ hôi này các bạn này. Mà chất liệu mình thấy cũng sờ vào thì thấy rất là mát. Cái này cũng toan luôn em mà màu nó phăng. Vâng. Nó rẻ hơn. Như này là nhiêu tiền cái này là? Cái này là 140 em. 140. Còn cái này á thì có 120 thôi. Vâng. Nó có nhiều bông, nhiều họa tiết. Chỉ có mấy cái dây dành cho mấy bé trẻ nữa nè. Dạ. Cái này dành cho mấy chị, mấy cô. Đây. Dây. Đây ai thích mặc áo dây này thì cho đầm dây thì có luôn. Đây, mấy cái Đây. Giá từ 120.000 trở lên. Đúng rồi, đến 150 thôi. Tới 150. Chị có nhiều size luôn, thí dụ cái mẫu này là size nhỏ nhưng mà cái qua cái size này là size lớn. Wow. Về. Cho chị cái cánh tiên nữa này bạn. Cái cánh tiên. Đây, chị sẽ giới thiệu mấy cái đầm đây, cánh tiên nữa. Cái cánh tiên này dành dành cho mấy cô, mấy chị. Cô Nguyệt cái thử. Vâng, cái đấy là những người big size chắc chừng 6-70kg. 70kg được em. Mặc vừa luôn á. Chị có nhiều họa tiết khác nhau luôn. Dạ. Đây. Cô ướm giùm con. À, nhờ cô ướm dùng thử nè. Đó. À, nhìn cũng dễ thương á. Cô mặc vô luôn. Dạ dạ. Rồi, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Cái này mẫu nữa em. Bộ đó dạng như là mặc trong phòng ngủ đấy phải không chị? Đúng rồi em. À. Mặc trong phòng ngủ mình nó có nhiều mẫu lắm. Vâng. Rồi chị treo đó. Dạ. Nó phòng ngủ chỉ có đầm nữa. Bé Phương ơi, lấy cái đầm cho anh coi. Lấy cái đầm khoác. Cái đầm khoác. Có cái khoác với một cái kia luôn. Chỉ có cái đầm này em, người ta cái đó là mặc trong phòng ngủ đấy đúng không chị? Phòng ngủ cái ta ra ngoài em, người ta có thể khoác cái áo ra. À. Đây.
Cái này là cái đầm em ha. Rồi. Là cái này người ở ngoài nó có một cái áo khoác cái nữa đúng chị? Cái áo khoác người ta khoác vô. Đúng rồi. Em thấy như ở khách sạn họ cũng hay có cái áo khoác kiểu đúng như vậy, áo choàng ấy. Cái này chỉ có 10 màu. Vâng. Còn chỉ có cái đầm này chỉ có nhiều mẫu. Đó, dành cho mấy bạn trẻ trẻ, mấy chị mấy vừa có quần vừa có ấy luôn. Cái đầm mà có cái quần luôn em cho nó dễ. Dạ, với dạ. Phương lấy một cái kiểu mà có cái quần kia nữa. Dạ. Nó nhiều mẫu. Trời ơi, đây gặp đúng đại lý luôn đó. Có quá trời mẫu này các bạn này. Quay hoài mà chưa có hết. Cái da da. Đó, màu đen, màu màu đen. Đỏ đô, màu vàng. Cái này thì nó lại cái tục nè em. À. Đây, dạ. Cái kiểu này mặc lên dễ thương, kiểu mới của chị. Như một bộ đó là nhiêu tiền thưa chị? À, cái bộ này chị bán có 201 à. 201. Còn cái bộ mà hồi nãy chị giới thiệu mà có cái áo choàng á. Cái khoác thì 270 em. À, 270 chưa chị tới. Chị có 300. Tới 10 màu lận. Cái nào tới 10 màu lận. 7 khoác, 7 khoác vô cho. Rồi chị khoác thử cái áo choàng vô. Khoác áo choàng. Móc cái này. Đây những cái này là mình có thể mặc tại nhà để làm việc nhà cũng được. Thì, xong mình ra phòng mình đó mình thì nó có cái áo choàng phía bên ngoài đó, còn nếu như mà mình cởi cái áo choàng ra thì mình mặc trong phòng ngủ hoặc là mặc tại nhà đó, nó cũng vừa kín đáo vừa dễ thương, khá là nhiều màu. Chị xoay một vòng giúp em ạ. Rồi em cảm ơn chị ạ. Dạ. Trời ơi quá trời nhiều luôn á. Ví dụ chị đưa cái này nhưng mà sợ mai mốt quá tuần sau lại nó ra họa tiết khác. À. Nó không có giống. Dạ thưa chị thì cho em hỏi thăm là như này, mình giới thiệu như vậy thì rất là nhiều những các cái mẫu này rồi các size, nhưng mà cho em hỏi thăm là mình có website hay là có Zalo hay có một cái fanpage nào đó mà chị update cái mẫu thường xuyên ấy. Chị để... có Zalo. À. Trong Zalo chị có đăng thường xuyên các cái mẫu cập nhật mới không? Ngày nào chị cũng đăng hết á. Vậy thì lát em sẽ xin cái Zalo của chị, sau đó em để trên màn hình cho cô bác kết bạn rồi vô để coi những cái mẫu mới. Rồi, vì trong vòng khoảng 20-30 phút thì mình giới thiệu có khi là cô bác coi nó không có được kỹ và không có rõ. Với hai nữa là những các cái mẫu mới mà khi mình giới thiệu đó, có khi mình giới thiệu tuần này nhưng mà 1-2 tuần sau hoặc tháng sau cô bác mới coi có thể nó không còn đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nó ra những cái mẫu nó update cái hoa văn khác. Dạ. Như vậy em tóm lại là gian hàng của chị là cái giá thì dao động từ khoảng 120 cho tới là 300. 300. Vâng. Và đó là chị báo là cái mức giá là bán lẻ. Bán lẻ. Còn nếu như mà khách mua sỉ thì sẽ có giá tốt chị hơn. Có giá ưu đãi hơn. Dạ, có giá tốt hơn. Cho em hỏi thăm một cái nữa là trong cái quá trình mà cô bác lựa đồ đó, ví dụ như là mặc không vừa, muốn đổi cái size lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc là đổi màu khác ấy, thì chị có hỗ trợ không ạ? Có, chị có hỗ trợ, nhưng mà nói mấy anh chị là giữ nguyên cái mạc tem này cho chị. Vâng, vẫn phải giữ nguyên mạc. Giữ vậy dạ, chứ mà cắt ra rồi là xưởng công ty nó không có chịu nhận. À, dạ rồi. Thí dụ không vừa thì mang ra chị đổi size, đổi màu. Cái thời hạn là đổi trong vòng bao nhiêu ngày thưa chị? Chắc 7 đến 10 ngày đi em. Tại của chị là hàng thiết kế. Dạ. Nên nó sẽ qua lẹ đó. Vâng, trong vòng 10 ngày đổ lại. 10 ngày đổ lại. Dạ vâng. Em cảm ơn chị. Rồi cũng rất vui khi mà được biết tới cái gian hàng chuyên bán đồ bộ quần áo dành cho cả nữ và nam mà lại còn bán lẻ nữa. Mà như là nãy em hỏi thì có cô nói ở đây không nói thách. Chị bán. Dạ dạ. Chị bán mấy cô ủng hộ. Dạ, rồi em cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe nhé. Rồi. Hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ có nhiều cô chú quan tâm đến cái cửa hàng của mình. Với chị có tài khoản YouTube không? Không, chị không có làm. Không có, thì bây giờ cũng không biết nào, vì có thể là các cô chú sẽ có những cái câu hỏi giống như là chị muốn màu này, màu kia, size nọ, size kia đó, thì em thì sợ là mình em thì em không trả lời hết được. Nên là... Nói vô Zalo chị đi, chị trả lời. À, trả lời trên Zalo đúng không? Trả lời trên Zalo. Hoặc là chị có thể nhờ con gái, nếu mà có tài khoản YouTube ấy, thì vô bình luận trả lời. À, rồi, dạ, dạ. Để chị nói bé làm. Vâng, rồi em cảm ơn chị Thơ nhé. Cảm ơn em nha. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe, em cảm ơn ạ. Cảm ơn em.